Chị ơi, em muốn làm MC lắm, nhưng mà không biết để mà trở thành MC chuyên nghiệp ấy thì có khó không chị nhỉ? Nghề nào thì cũng có cái khó riêng em nhỉ. Nhưng mà chị tin ấy là em muốn thì sẽ có cái cách. Thật ra chị có biết cách nào chỉ cho em với? Chị thì chưa phải là MC chuyên nghiệp, nhưng mà hỏi em một câu này, em có biết MC Mỹ Vân không? Em biết ạ, cô ấy dẫn chương trình trên VTV phải không chị? Em rất là ấn tượng ấy. Thế cô ấy dẫn bao nhiêu năm nay rồi? Ồ, tốt rồi. Hôm trước thì chị vừa mới được gặp cô Vân ở tại nhà riêng này và tại trung tâm nghệ thuật của cô nữa. Có một cái sự kiện rất hay hàng tháng để giúp các bạn trở thành MC. Thì cái điều mà chị muốn chia sẻ với em là cô đã ra mắt cuốn Tôi đã trở thành MC như thế nào, giúp em trả lời được câu hỏi là trở thành MC chuyên nghiệp có khó không? Nó sẽ nằm ở trong phần 3 của cuốn sách nhé. Đấy, trong phần 3 này, cô sẽ viết rất kỹ và chi tiết, ví dụ như là những tố chất cần có của một MC này, sự tự tin hay hoạt ngôn, rồi các bí quyết nghề nghiệp ở trong nghề này, rồi là làm chủ giọng nói như thế nào, ngôn ngữ hình thể ra làm sao. Và chị tin là cái cuốn sách này sẽ có rất là nhiều điều bổ ích cho em và em có hoàn toàn có thể trở thành một MC chuyên nghiệp nếu mà mình cảm thấy đủ hội tụ các tố chất và theo cái sự chỉ dẫn của cô đấy. Nghe chị nói em cũng thấy thích rồi đó. Thế mua sách đấy ở đâu rồi chị nhỉ? Thì em hãy xem lại video này và xem ở cái phần link mà chị đã gắn ở cuốn sách của cô nhé. Chúc em trở thành MC chuyên nghiệp như em mong muốn nhé.